C nào mọi người, chúng ta cùng xem khổ C nhé. He was a very successful and eminent doctor này, một cái bác sĩ rất thành công và lỗi lạc này. All this culminated in his election of the, những cái điều này nó dẫn đến là ông đấy được chọn là chủ tịch của cái gì đó này. Chúng ta nhớ có cái keyword ở đây không? Có đúng không? Nào, ông ấy also appointed là bổ nhiệm, là như một personal physician. Physician ở đây không phải là nhà vật lý mà nó giống như kiểu làm bác sĩ. Đó, chúng ta hiểu là vậy. Bác sĩ riêng dành cho nữ hoàng này. Và sau đó được gọi là phong hoàng tử, đúng không? Phong là hiệp sĩ chứ, bởi the queen này. Và phục vụ cho đến khi bà chết này, rồi đằng sau này, đó đúng không? Ok đúng không? Ông ấy không sống lâu như nữ hoàng này và sau đó cũng chết vào năm 63 này. Vài tháng sau khi được bổ nhiệm là gọi là bác sĩ riêng cho King James, đúng không? Yeah. Nào cùng xem đáp án nhé mọi người. Yeah, tả về ông này là bác sĩ tốt rồi các thứ này, làm công việc kia, chức vụ này, chức vụ kia, đúng không? Cái số 2 nào, có liên quan gì đến gọi là phương pháp nghiên cứu khoa học không? Không, đúng không? Loại ra luôn. The development of chemistry, sự phát triển của hóa học, cũng không liên quan, đúng không mọi người? Không liên quan ha. Questioning the traditional astronomy, không liên quan, đúng không? Đặt câu hỏi về thiên văn học truyền thống, không liên quan. Cái số 5 làm xong rồi này. Cái số 6 nè. Professional and social recognition. À, nãy thầy có dịch cái này là gì mọi người? Gọi là kiểu sự sự công nhận về nghề nghiệp và xã hội, được xã hội công nhận và được nghề nghiệp công nhận, đúng không? Yeah, đúng không? Good job guys. Vậy đáp án sẽ là 6, đúng không mọi người? 6 đúng không? Hợp lý đúng không mọi người? Hợp lý ha. Bạn wow làm đúng ha. Good job, perfect. Ở đây tại sao đáp án 7 nó không phải là đáp án mọi người? Ok, chúng ta phải nhớ cái yêu cầu của bài này là gì? Matching headings có nghĩa là gì? Chọn tiêu đề đúng không? Và cái dữ liệu về gọi là được bổ nhiệm làm chủ tịch của cái gì gì đó đây này, nó chỉ là một cái ideas nhỏ thôi. Nó chỉ là một cái câu rất là nhỏ trong một cái bức tranh tổng quan đúng không? Chúng ta phải nhìn cái ý nghĩa của cả cái khổ này là gì, đúng không? Người ta còn nói ông này là bác sĩ rất là lỗi lạc, rất là thành công này. Rồi điều đó dẫn đến là ông ấy được bổ nhiệm này. Ông ấy còn được làm bác sĩ riêng dành cho nữ hoàng, rồi bác sĩ riêng dành cho ông vua, đúng không? Đó, thì chúng ta phải hiểu. Thì đây chỉ là một cái ý rất là con trong cái khổ này thôi, cho nên nó không thể là tiêu đề được, đúng không? Cái câu 8 cũng không phải, đúng không? Yeah, hai cái cuối cũng không liên quan, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta đó là 6. Sự công nhận về nghề nghiệp và xã hội công nhận, đúng không? Tiếp ha mọi người ha, cùng làm tiếp nha. Câu D này mọi người, cùng câu D nhá. Câu D nha, D này. Ok, nào cứ đọc tiếp thôi. Gilbert was interest, first interest, đầu tiên thích về gì? Chemistry, có cái keyword là chemistry đúng không? Đầu tiên ông này thích chemistry nhưng mà later changed his focus. Sau đó thay đổi cái gọi là gì, tập trung của ông ấy là do large portion of cái gì gì đó này, không biết thì không cần phải quan tâm nhiều nhá. Do cái gì đó lớn về cái gì đó này, liên quan về gọi là transmutation of metal, gọi là sự biến đổi của kim loại đúng không? Và ông ấy dần dần phát triển cái sở thích của ông ấy về physics này. Sau khi những cái gọi là great minds của thời kỳ cổ đại này về kiến thức Greeks have about lobster and strange measure, ok, rồi ông ấy thay đổi, ông ấy thêm sở thích, ông ấy có thêm sở thích về vật lý đúng không? Đó là sau đi cái gì gì đấy này, và sau đó chúng ta đọc thêm những cái đằng sau này. In the meantime, Britain won a major defeat on the way to the... ok. Và ở đây người ta đang nói là về trong cái thời kỳ đấy Anh quốc nó như thế nào đúng không? Rồi tiếp là gì nhỉ? British ship depends on magnetic compass. Rồi ở thời kỳ đó thì những cái tàu ở Anh quốc thì dựa vào những cái gọi là la bàn magnet đúng không? Đó, và không ai hiểu là tại sao nó hoạt động đúng không? Rồi ok. Cái đoạn sau này là nó tả thêm về cái hoàn cảnh này đúng không mọi người? Nó tả thêm về cái thời kỳ đó thôi. Và cho gần 20 năm này, ông này đã gọi là làm những cái thí nghiệm để hiểu về magnet này đúng không?
Và một số cái tác phẩm của ông ấy là như này, như này, như này. Được chưa? Ok, đúng không? Rồi, bây giờ cùng phân tích đáp án nhé. Câu 1 xong rồi, câu 2 có liên quan gì đến gọi phương pháp tìm kiếm của ông ấy không? Nghiên cứu khoa học không? Không, đúng không? Câu 2 không đúng này. The development of chemistry, sự phát triển về hóa học, có đúng không cả nhà? Rồi, đoạn này thì là gì hả mọi người? Đoạn này nó có nói về hóa học nhưng mà nó có nói gì về phát triển hóa học không? Không, đúng không? Bảo là hồi xưa ông ấy thích hóa học nhưng mà sau này đỡ rồi đúng không? Sau này hết rồi đúng không? Tiếp nhá. Câu 5 xong rồi này, câu 6 xong rồi này, câu 7 này. À, câu 7 cũng không phải đúng không? Câu 7 là trở thành president không phải này. Câu 8 này mọi người, The Great Works of Gilbert. Những cái tác phẩm tuyệt vời của Gilbert. Ok. Trong này chúng ta có thấy đoạn cuối nói là gì đây? His work include cái gì đó, những cái tác phẩm của ông đấy là gì? Những cái tên sách này đúng không? Nhưng cái khổ bài này nó có nói về những cái gọi là tác phẩm của ông này không? Cái quan trọng là chúng ta phải biết cái điều đấy. Cái bài này nó có nói về tác phẩm này không? Không, đúng không? Người ta không hề nói, người ta chỉ nói qua tác phẩm ông này là như thế này, nhưng người ta không nói chi tiết về những tác phẩm này đúng không? Vậy cái câu số 8 đây không thể là headings được, không thể là tiêu đề được, được chưa? Yeah. Câu số 9 này, his discovery about magnetism, sự phát hiện của ông ấy về magnetism đúng không? Có phải không? Không, đúng không? Đâu có nói gì về magnetism ông ấy phát hiện ra đâu đúng không? Không hề nói nhá, đúng không? Ông chỉ bảo là ông ấy gọi là nghiên cứu thêm đúng không? Đây là sau vòng 20 năm thì ông ấy làm những thí nghiệm để hiểu thêm về magnetism thôi, chứ không bảo là ông ấy phát hiện đúng không? Đó. Và cái cuối cùng thôi là gì? His change of focus có nghĩa là gì nhỉ? Sự thay đổi của anh ấy, kiểu thay đổi về sự tập trung, thay đổi về trọng tâm, hoặc là chúng ta hiểu là thay đổi về hướng đi đúng không? Cái đầu tiên này, người ta nói gì đây? Ông ấy đầu tiên rất là thích chemistry đúng không? Yeah. Nhưng sau đó là thay đổi về focus, change his focus, đúng không? Đó. Và tất cả những thông tin từ đây về sau người ta giải thích thêm thôi. Thời kỳ đó như thế nào, thì thầy thế kia, đúng không? Đó. Đáp án của câu D này đó chính là 10 nha mọi người nhé. Câu D đáp án là his change of focus, được chưa? 10 nha. Perfect. Good job everyone. You are doing great so far, guys. Câu E nào mọi người, cùng làm câu E nha. Hơi dài đúng không? Thầy sẽ đọc dần dần thôi. Câu E này, mọi người đọc câu E nhé. Gilbert's discovery was so important to modern physics. Cái sự phát hiện của ông ấy rất là quan trọng với gọi là physics đương đại đúng không? Phát hiện, ông ấy investigate là điều tra này về gọi là bản chất của magnetism và electricity này. Và he even coined the word, coined là kiểu sáng, kiểu tạo ra cái từ đúng không? Ông ấy tạo ra cái từ electric, được chưa? Và qua những cái gọi là mặc dù những cái quan điểm đời đầu về magnet thì nó rất là intangent with superstitions, gọi là về những cái thứ gọi là gì nhỉ, tâm linh đúng không? Yeah. Ví dụ như là cọ sát garlic trên cái đá này này thì có thể làm mất đi cái tính magnetism này. Và ok. Rồi, one example being that sailors, những cái người chèo thuyền này có thể ngửi cái mùi garlic, nó sẽ có thể tác ảnh hưởng tới cái hoạt động của compass đúng không, của la bàn đúng không? Yeah. Và đấy là lý do này, helmsman bị cấm ăn garlic gần cái la bàn của thuyền, được chưa? Và cái ông Gilbert này found that metals can be magnetized, rubbing metal as a fur. Metal thì có thể tạo ra magnet này bằng cách là cọ những cái vật liệu, ví dụ như là lông rồi nhựa các thứ này lên chúng này. Tiếp nhé, đọc lướt lướt qua thôi đúng không? He name, anh ấy đặt tên hai cái cực của magnet, hai cực nam châm, đó là cực bắc và cực nam đúng không? Rồi hai cực này có thể thu vào nhau hoặc là đẩy ra xa nhau tùy vào cái đầu cực đúng không? Tờ nữa, đọc lướt lướt qua thôi. He didn't complete it này. Research about static use amber yet to change attracts most. Okay. It is a French guy named Faraday này that discovered there are actually two electrical charges. Đó là hai cái người Pháp tên là gì này
đã phát hiện ra có hai cái charges các thứ đúng không? Ok ha. Yeah, đọc lướt lướt qua thế thôi mọi người, chúng ta không thể đọc kỹ được. Nào cùng nhìn vào đáp án nha mọi người nhé, cùng phân tích từ đầu thôi. Cái một làm xong rồi. Cái thứ hai này có nói gì và những cái phương pháp nghiên cứu của anh ông ấy là mới không? Không hề nói đúng không? Bài này nó nói về chủ yếu là gì? Về nam châm này, về vật lý này đúng không? Đúng chuẩn chưa? Đúng không mọi người? Yeah. Nào bây giờ cùng nhìn tiếp nha mọi người nhé. Đâu rồi? Ok, nào để đây câu E đúng không? Nào. Cái 3 không phải là phát triển về. Cái 3 này không thể nói về gọi là hóa học đúng không? Question in traditional astronomy cũng không nói về gì về thiên văn học đúng không mọi người? Loại luôn. Cái 5, cái 6 không phải rồi này. Cái số 7 không phải này. Cái số 8 này, Great Works of Gilbert cũng không hề nói những cái gọi là những cái tác phẩm đúng không? Không hề nói. Nào, câu số 9 là gì đấy? His discovery about magnetism đúng không? Sự gì? Sự phát triển của ông ấy, sự tìm kiếm của ông ấy về gọi là nam châm đúng không? Yeah, về magnet đúng không mọi người? Quá rõ ràng luôn đúng không? Yeah. Đáp án chúng ta sẽ là cái 9 nhá. His discovery about magnetism đúng không? Perfect, easy, good job, perfect guys. Yeah. Thầy ơi, làm sao để nói tiếng Anh hay như thầy ạ? Học thôi em, yeah. Học thầy Alex thì sẽ nói tiếng Anh hay như thầy. Ha ha. Ok, nào tiếp nhá mọi người. Đang làm câu mấy rồi? Câu E rồi đúng không? Bây giờ sang câu F nhé cả nhà nha. Câu F nha. Sắp xong rồi đúng không mọi người? Dễ mà đúng không? Nào câu F nha mọi người nha. He also questions the traditional astronomical belief. Ôi trời ơi mọi người ơi, cái keyword gì đây? Lộ, quá lộ đúng không? Quá lộ liễu đúng không mọi người? Ông ấy cũng gọi là đặt câu hỏi về cái những cái quan điểm về thiên văn học truyền thống đúng không? Yeah. Qua cái mặc dù cái này này thì ông ấy he didn't expect his belief with the earth. Okay. However, he believed that star is not equidistant from earth, đúng không? Cái này đều liên quan về trái đất này đúng không mọi người? Yeah. Liên quan về trái đất này, the earth itself is giant magnet này, why compass. Cứ đọc qua, nên đọc qua nha mọi người nhé. Mặc dù chúng ta thấy là ủi đáp án là rất chắc cốp rồi đúng không? Nhưng mà cứ nên đọc qua đúng không? Nhìn lướt qua về trái đất này. Rồi ông ấy ví cái cực của magnet với và to giống như cực của trái đất này. Và dựa trên một cái nguyên lý gì gì đó này. Rồi ok, yes. Rồi quay wobble là kiểu quay vòng này đúng không? Quay vòng by Excel trong vòng 24 giờ. Ok, rồi. Đại loại là thế đúng không mọi người? Nào bây giờ cùng nhìn vào đáp án thôi. Early year không phải rồi. Cái số 2 cũng không nói gì về cái sự mới mẻ. Cái điều gì là đã mới về cái phương pháp nghiên cứu không hề nói đúng không? Yeah, về hóa học không phải này. Rồi, questioning traditional astronomy đúng không? Gì nhỉ? Đặt câu hỏi về gọi là thiên văn học truyền thống đúng không mọi người? Ok chưa? Good job guys. Chắc chắn đáp án sẽ là 4 đúng không mọi người? Đáp án nó là về 4 đúng không? Yeah, đáp án là câu số 4 nhé mọi người nhé. Ok chưa? Alright guys. Nào, cuối nào. Nốt cái nữa là mọi người. Dễ đúng không cả nhà? Dễ mà đúng không? Bài này làm dễ mà. Nào, câu G này mọi người xem tiêu đề của nó là gì nhé. So, his research method. À, bắt đầu nói gì đây? Phương pháp gì đây mọi người? Phương pháp nghiên cứu của ông ấy đúng không? Revolutionary nó là kiểu gọi là gì nhỉ? Revolution là cách mạng đúng không? Thì đây là cách mạng hóa đúng không? Yeah. Cái phương pháp nghiên cứu của ông ấy kiểu rất là cách mạng hóa này đúng không? Trong cái vấn đề đó ông ấy sử dụng rất là nhiều experiments này. Hơn là những cái logic đơn thuần này hay là giải thích thôi này, nó giống như những cái người Ai Cập, người Hy Lạp cổ đại này đúng không? Và it was new towards scientific investigations. Okay. Until then scientific was not in fashion. Trước đó thì cái gọi là thí nghiệm khoa học thì nó sẽ không gọi là không fashion đúng không? Không được yêu không ưa chuộng đúng không? Because science attitude a unit monitor moves. Okay. He was named in his honor. Đó, cái phương pháp của ông đấy, his approach này nó rất là cẩn thận này đúng không? Và cách làm thử nghiệm này ultimate. Okay, rồi. Đại ý là cái cả khổ này nó nói về gì? Về cái phương pháp nghiên cứu của ông ấy đúng không mọi người? Quá rõ ràng đúng không? Và người ta sử dụng một cái tính từ rất là hay, đó là gì? Cách mạng đúng không? Cách mạng là gì mọi người? Là mới mẻ, là đột phá đúng không cả nhà? Có phải không?
Chuẩn chưa? Đúng không? Bài này, câu này quá là lộ đúng không? Rất là lộ. Topic sentence nó ở ngay đây đúng không? Topic sentence nó ở ngay đây. Yep. Ok. Vậy đáp án chúng ta sẽ là 2 đúng không? Yes, very good. Good job bạn Amira và bạn Wow đúng không? Yeah, perfect. Good job guys. Perfect em. Yeah. Good. Perfect. So, đáp án chúng ta là 2 nha. Ok guys. Now, xuống xem còn bài gì để làm nữa cho vui vui nhé mọi người nhé. Làm nữa cho vui tay đúng không? Yeah. Đang hứng đúng không mọi người? Bài đọc dễ mà đúng không? Bài đọc dễ ha. Nào, câu số 8 đến 10 nè mọi người. Cùng làm bài một bài true, false và not given đi. Yeah, cho nó vui tay nhé cả nhà nhé. True, false, not given nào. Nào, câu đầu tiên này mọi người thì kéo xuống đây để cho nó dễ nhìn nhé. Đó, cho chúng ta có nhiều chỗ để đọc hơn. Ok chưa? Dễ đọc hơn chưa? Đây là bài choose for not given nhé mọi người. Được chưa? Rồi, dễ đọc hơn đúng không? Có nhiều khoảng trống để đọc hơn đúng không? Nào, bây giờ cùng xem này. Được chưa? Thấy rõ rồi đúng không mọi người? Ok đúng không? Nào, câu đầu tiên câu số 8 nhé. He is less famous than he should be. Có nghĩa là gì cả nhà? Anh ấy là kém nổi tiếng hơn là anh ta nên được đúng không? Được chưa? Đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng keyword đó là gì? Less famous đúng không? Kém nổi tiếng đúng không? Yeah. Chúng ta có nhớ cái dữ liệu nào nói về kém nổi tiếng không? Không nhớ đúng không? Bây giờ chúng ta phải scan lại từ đầu thôi mọi người. Và nhớ he ở đây là ai? He ở đây là cái ông Gilbert đúng không? Cả cái bài này là về ông Gilbert mà cả nhà đúng không? Bây giờ cùng scan lại từ đầu thôi. Nhớ cái keyword nó là nổi tiếng nhé mọi người nhé. Chúng ta scan từ đầu nhé. Bạn nào nhìn thấy ra rồi chúng ta bảo thầy để chúng thầy scan cho nhanh nha. Đúng không? Đây là, thầy nghi là nó về hai cái khổ đầu này đúng không? Hai khổ đầu này nói về ông đấy đúng không mọi người? Còn về sau là nói về những cái nghiên cứu của ông ấy rồi đúng không? Và khổ C này cũng có thể này. Chúng ta cùng scan thôi đúng không? Nãy chúng ta đọc chúng ta hơi nhớ mang máng đúng không mọi người? Đó. À ok, rồi. Thầy đã nhìn thấy rồi mọi người nào. Bây giờ chúng ta đọc hai câu cuối này giúp thầy nhé. Thầy không muốn nói chính xác ra, nhưng mà chúng ta đọc cái câu cuối này giúp thầy nhé mọi người. Yeah. Đúng không? Trước ông ấy này thì tất cả về work magnesium cái thứ gì này đúng không? Yeah, câu cuối cùng đúng không mọi người là gì đây? However, he is less well known than he deserves, đúng không? Là gì? Nó y hệt đúng không? Người ta bảo là he is less well known thì đây là less famous đúng không? Than he should be là than he deserves đúng không? Yeah. Đáp án chúng ta là true đúng không? Yeah, true. Okay. Dễ đúng không cả nhà? Dễ đúng không? Đó. Cái kiểu làm như thế thôi, chúng ta sẽ làm dạng hay matching heading trước. Thì trong lúc chúng ta đọc lướt lướt như này này, chúng ta cố gắng nhớ một số cái ideas vào trong đầu chúng ta ấy. Thì sau này chúng ta lật lại nó rất là nhanh. Đó. Good job guys. Nào, cùng làm tiếp câu tiếp theo nhé mọi người. Khá là dễ đúng không? Vui vẻ đúng không? Mọi người vui vui đúng không? Vui vui ha. Nào, he was famous as a doctor before he was employed by the queen. Ok, keyword là gì? Nổi tiếng như là một bác sĩ này, được chưa? Keyword là bác sĩ đúng không? Và gì? Tuyển dụng hoặc là sử dụng bởi nữ hoàng, được chưa? Chúng ta nhớ hồi nãy chúng ta đọc cái khổ về nữ hoàng nó ở đâu không mọi người? Có nhớ không? Nhớ không mọi người? Yeah, có một cái đoạn có nói về nữ hoàng các thứ gì đúng không? Đâu nhỉ? Đây rồi mọi người ơi, chúng ta xem khổ C nhé, chúng ta đọc khổ C nhé mọi người. Đây đúng không? Vừa nói về doctor này đúng không? Rồi vừa nói về nữ hoàng này đúng không? Yeah. Ok, quá rõ rồi, đáp án nó chỉ loanh quanh đây thôi đúng không? Now, he was a very successful and eminent doctor. Ông ấy là một cái bác sĩ rất là thành công và eminent. Nó giống như kiểu là lừng danh ấy. Lừng danh đúng không? Lừng danh thì nó cũng hơi bằng gì? Famous không mọi người? Eminent, lừng danh cũng bằng famous, cũng bằng nổi tiếng đúng không? Yeah. Và nhưng mà nó vẫn chưa liên quan đến gọi là tuyển dụng bởi nữ hoàng đúng không? Cùng đọc tiếp nhé. This culminated, điều này dẫn đến đó là ông ấy được bầu chọn là chủ tịch của cái society này. Và ông ấy cũng được appointed. Appointed nó là bổ nhiệm mọi người ạ. Ok, yeah. Classical, không em ạ. Classical là kiểu kinh điển, nó lại khác. Đó.
eminence là lừng danh, lỗi lạc, đúng không? Đó, classical, kinh điển nó lại khác. Yes. Rồi, anh ông đấy cũng gọi là appointed, là cũng được gì? Cũng được bổ nhiệm là bác sĩ cá nhân dành cho nữ hoàng, được chưa? Ok, là gì đây? Được sử dụng bởi nữ hoàng đấy, còn gì nữa, đúng không? Đáp án của chúng ta là gì các cháu ơi? True, false hay là not given, guys? Sẽ là gì nhỉ? Đáp án là gì nhỉ mọi người? Quá rõ luôn, đúng không? Yeah. Nào, ở đây mọi người sẽ phân biệt được là gì? Ông này là bác sĩ nổi tiếng trước, hay là ông ấy được nữ hoàng gọi là tuyển dụng trước rồi mới nổi tiếng? Phải biết được cái đấy nhé mọi người. Thầy sẽ dịch lại cái câu này, chúng ta bắt đầu phải đọc kỹ ở đây này. Đáp án nó chỉ lanh quanh hai câu này thôi, được chưa? Ông ấy là một bác sĩ nổi tiếng và lỗi lạc, được chưa? Và điều này, tất cả những điều này đã dẫn tới culminated, dẫn tới là đỉnh điểm, đúng không? Dẫn tới đó là anh ông ấy được tuyển là, ông ấy được bầu chọn là chủ tịch của cái hội hiệp hội này, và cũng được bổ nhiệm là bác sĩ cá nhân cho nữ hoàng. À, có nghĩa là gì? Trước đó ông ấy đã là một bác sĩ nổi tiếng và thành công rồi, và điều do như vậy ông ấy mới được là tuyển là chủ tịch, và ông ấy được tuyển là trợ lý, à tưởng là bác sĩ riêng dành cho nữ hoàng, đúng không? Đáp án chúng ta sẽ là, nhìn lại câu hỏi nhé. Ông ấy là một bác sĩ nổi tiếng này, trước khi ông ấy được tuyển dụng bởi nữ hoàng. Ok chưa? Rõ đúng không? Ông ấy là gì đấy? Đáp án là true, đúng không em? True đúng không? Yeah, đáp án nó là true. Ok chưa? Nào, làm nốt một câu cuối nhé mọi người nhé. Xong rồi chúng ta thể nghỉ ngơi đi ăn trưa mọi người ha. Làm nốt câu nữa nha mọi người nha. So, he lost. Yes. Em tưởng employ là được tuyển trực tiếp bởi nữ hoàng. Không, employ ở đây là có thể được, em có thể dịch là sử dụng cũng được. Yeah, ông ấy được sử dụng bởi nữ hoàng. Đó. Yeah, employ này cũng thể là sử dụng được, tuyển dụng. Làm gì có chuyện nào nữ hoàng nào trên quốc gia nào đi tuyển trực tiếp, đúng không? Không, đúng không? Nữ hoàng thì người ta sẽ có những cái trợ lý, sẽ có những cái phòng ban, hay là có những cái bộ y tế của họ để họ tuyển tuyển bác sĩ, đúng không? Chứ làm gì có nữ hoàng nào ra mặt tuyển dụng, đúng không em? Đó. Employ này em thì hiểu nó là sử dụng. Đó. Ông ấy được sử dụng hoặc được trọng dụng. Dịch trong cái trường hợp này rất là hay, nó trọng dụng, được trọng dụng bởi nữ hoàng. Đó. Nào, câu tiếp nhé. He lost faith in medical theories of his time. Ông anh ấy mất cái gọi là niềm tin, đúng không mọi người? Ông ấy mất niềm tin vào các gọi là gì? Lý thuyết y học tại thời điểm của ông ấy, đúng không? Yes. Cái keyword đây là gì đây mọi người? Mất niềm tin này và về y học, đúng không mọi người? Yeah. Nãy giờ thì chúng ta thấy là người ta, ông này thường nói về gì nhỉ? Ông này thích vật lý này, đúng không? Ông này thích hóa học này, đúng không? Rồi ông này đặt câu hỏi về gì? Đặt câu hỏi về gọi là thiên văn học truyền thống, đúng không mọi người? Nãy giờ chúng ta có nhớ, có nói gì về về y tế, y học không mọi người? Có nói gì không nhỉ? Cùng scan qua thật là nhanh đi nhé mọi người nhé. Đó, đấy là cái kỹ năng đọc tổng quan của chúng ta đấy mọi người. Đó, cái bài này để làm được thì chúng ta sẽ phải có kỹ năng đọc tổng quan, đúng không? Theo thầy nhớ là nãy giờ không nói gì đến y học đâu. Yeah. Ông này gọi là trung thành, phục vụ bà ấy cho đến khi bà ấy chết này. Đó. Cùng nhìn lại qua xem cái gì, có cái gì liên quan đến y tế không nhá mọi người nhá. Rồi phải xem là có mất niềm tin về y tế không nhá, đúng không? Cái này là cái này là về tả về gọi là vật lý cái thứ rồi, đúng không? Không liên quan đến y tế, đúng không mọi người? What's so important to modern physics, yeah? Đây là nói về physics và nói về magnet và về điện rồi, đúng không? Và ông ấy nghĩ cái từ khóa là electric này, đúng không? Yeah. Không, đúng không mọi người? Đây là nói về astronomical rồi, đúng không mọi người? Hết rồi, đúng không? Hết rồi. Đó. Thì câu này chúng ta thể nói là not given, đúng không? Bởi rõ ràng chúng ta đâu thấy là ông ấy nói gì, người ta còn không nhắc gì đến gọi là vấn đề về y tế, y học, đúng không mọi người? So, chúng ta sẽ có đáp án đó là not given, đúng không cả nhà? Ok chưa? Not given ha, mọi người ha. Alright guys. Nào, làm... yeah. Được rồi đúng không? Bây giờ chúng ta làm một cái câu xíu xíu bên dưới nhá mọi người nhá.
Yeah, là một câu bên dưới này nhé. Nào, 11 đến 13 này là một câu nhỏ nhỏ thôi nào, trước khi đi ăn cơm nào, nốt này, làm nốt luôn đúng không mọi người? Nào, đề bài này. Oops, sorry, thầy kéo này lên cho nó dễ nhìn. Ok. Rồi. Xin tài liệu. Ê, thầy ơi, xin tài liệu buổi live tiếp của thầy. Thầy lại không có, thầy lại không có tài liệu trước. Đó, trước khi livestream thì thầy lên, thầy tìm đề xong rồi thầy ngồi cùng làm cùng các em thôi. Thầy lại không chuẩn bị tài liệu trước. Đó. Thầy cứ lên cái trang, mấy cái trang mạng này này, trang đề IELTS trên mạng này, xong rồi thầy chọn một cái đề dễ dễ thôi, tương đối dễ để cho mọi người trên livestream nghe thôi. Đó. Chứ thầy không có chuẩn bị tài liệu trước. Đó. Trước khi giờ livestream thì thầy lên, thầy tìm mấy cái đề xong rồi thầy bật lên thôi. Yeah. Ok. Nào, cùng làm nốt cái này và giúp thầy nhé mọi người nhé. Yes. Một trong ba những cái phần dưới đây là một, có gì nhỉ? Parts of ba, chọn tìm ba cái thứ ở dưới này là một phần của nghiên cứu của cái sự phát hiện của ông Gilbert, được chưa? Ok chưa mọi người? Yeah. Đúng không? Tìm ba cái điều dưới đây là một phần trong khám phá, trong cái phát hiện của ông Gilbert. Ok chưa? Đó. Chúng ta hãy cùng đọc cái từ A đến F nhé. Cái lý do của cái việc đọc này, bởi vì cái bài vừa rồi chúng ta đã làm matching heading cả bài rồi đúng không mọi người? Đúng không? Chúng ta làm matching heading cả bài rồi, cho nên chúng ta đã nhớ hơi mang máng cái ideas của nó rồi đúng không mọi người? Chúng ta hơi nhớ mang máng cái idea. Cho nên là chúng ta có thể gọi là nhìn dưới này, chúng ta dễ nhìn thấy hơn. Đầu tiên này, matter can be transformed into another. Kim loại có thể chuyển thành một cái dạng khác, đúng không? Nãy có cái đoạn chúng ta có nhìn nhớ cái từ kim loại không mọi người? Có, đúng không? Có một cái đoạn nói về từ kim loại. Tí nữa lật lại xem nó có phải là phát hiện của ông này không nhá. Garlic này, tỏi đúng không? Tỏi, đúng không mọi người? Tỏi có thể gọi là loại bỏ, gọi là magnetism, đúng không? Ok. Yeah. Có nhớ cái đoạn nói về tỏi không mọi người? Có, đúng không? Rồi tiếp này. Metal can be magnetized, yeah. Gọi là gì? Kim loại thì có thể gọi là có từ trường, có nam châm, đúng không mọi người? Yeah. Cái từ magnetized thầy không rõ nghĩa nó là gì, nhưng đại ý là từ trường hay là nam châm ấy, đúng không? Đó thì chúng ta cứ đọc thôi. Đó. Tiếp này. Stars are at different distance. Nãy là có cái đoạn nói về gọi là ngôi sao, các vì sao, rồi cái gì đó từ trái đất, đúng không? Đó. The earth wobbles on its axis, yeah. Wobbles này là giống như kiểu là quay ấy, xoay ấy, quỹ đạo ấy, đó. Thì trái đất xoay, tự xoay trên quỹ đạo của nó, đúng không? Và there are two charges of electricity. Có hai cái gọi là charges là tích đi, là tích của điện, đúng không? Đó. Thầy có thể là thầy không chuyên về vật lý, thầy cũng không biết là cái này, cái từ ngữ bằng tiếng Việt nó là gì, nhưng mà thầy chỉ biết là nó gọi là charges of electricity. Và cái việc của chúng ta ở đây là tìm, chứ chúng ta không cần phải giải thích cái từ này là gì mọi người nhé. Chúng ta chỉ cần tìm dữ liệu này trong bài thôi. Đó. Nào, đầu tiên là metal này. Chúng ta sẽ tìm nói cái xem metal này có phải là phát hiện của ông Gilbert không, đúng không? Chúng ta có nhớ cái đoạn metal nó đâu không nhỉ mọi người? Đây 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 đây. Khổ D nhé cả nhà nhé. Thấy không? Thầy nhìn thấy đây rồi. Đây đúng không mọi người? Thầy bôi lên bôi đỏ cho mọi người dễ nhìn nhé. Đúng không? Such as the transmutation of matter, đúng không? Transmutation là kiểu dạng biến, gọi là biến thể ấy mọi người. Đúng không? Thì nó có thể thay từ transform cũng được. Nhưng chúng ta phải xem đoạn này này. Có phải là ông Gilbert này phát hiện ra cái này không? Cái đấy quan trọng cực kỳ luôn. Có phải ông Gilbert phát hiện ra cái này không? Đó, chúng ta phải tìm nhé. Yeah. Ông Gilbert có phát hiện ra cái này hay không? Ok chưa? Đợi thầy một xíu nhé. Thầy nhắn tin này cả. Ok, nào. Rồi, ông này có phát hiện ra cái metal này có thể chuyển đổi thành cái thứ khác không? Nào, interesting chemistry level. Và ông ấy thay đổi focus là do cái gọi là cái từ này, miss này, nó giống như kiểu là lời đồn hay là kiểu thần thoại gì đó liên quan về cái này, đúng không? Yeah. Thì cái này có phải do ông ấy phát hiện ra không mọi người?
Không đúng không mọi người? Cái này không hề nói đúng không? Không hề nói là ông này phát hiện ra sự sự chuyển đổi của metals đúng không? Không hề. Vậy cái A không phải là đáp án đúng. Loại ra luôn. Nào, B này. Garlic can remove magnetism. Tỏi có thể gọi là loại bỏ tính gì đây? Tính nam châm đúng không? Nào, cái đoạn nói về tỏi đâu nhỉ mọi người? Nó đại loại nó lanh quanh đây này mọi người. Cái đoạn tỏi mà xong rồi nói về nói về làm mất phương nam châm ấy đúng không? Rồi cọ sát cái gì ấy đúng không? À đây hình như dưới này. Đây, ok thấy rồi mọi người. Thấy garlic chưa? Đúng không mọi người? Garlic này được chưa? Nào xem là garlic nó loại bỏ tính chất này không nhá? Loại bỏ magnetism không nhá? À đây rồi. À, mặc dù này, cái quan điểm đời đầu về nam châm thì nó xoay quanh cái gọi là tâm linh đó là cọ garlic vào cái hòn đá này này. Nó có thể gì đây? Neutralize là làm mất cái tính nam châm đúng không? Ok, được chưa? Neutralize. Nhưng cái này có phải là ông này phát hiện hay không mọi người? Hay là đây là gì đây? Nó là early beliefs đúng không? Gọi là những cái gọi là suy nghĩ đời đầu đúng không? Suy nghĩ đầu tiên, suy nghĩ sơ khai đúng không? Về nam châm đúng không? Chứ có phải là của ông Gilbert này phát hiện không? Không đúng không mọi người? Ông này có phát hiện là cọ cái này vào đây để có thể làm neutralize magnetism đâu đúng không? Yeah. Đúng ha mọi người ha. Đúng không? Không hề nói là ông này tìm ra cái này đúng không? Đây là gì? Early belief đúng không? Vậy garlic can remove magnetism cũng không phải đáp án đúng. Đấy chưa? Tiếp nhá. Metal can be magnetized. Gọi là kim loại có thể gọi là có tính nam châm đúng không? Cùng xem cái đoạn có nói gì về metal ấy mọi người. À đây rồi. Cả nhà cùng đọc câu này giúp thầy nhé mọi người. Gilbert cũng tìm ra rằng này, metal can be magnetized, đúng không? Câu ông này nói quá rõ luôn, đúng không mọi người? Ông này cũng tìm ra rằng metals có thể được magnetize bằng cách là cọ những cái vật liệu như là lông rồi nhựa, thứ này, đúng không? Ok, đáp án đầu tiên chúng ta có đáp án C, được chưa? Perfect, right? Đúng không mọi người? Dễ hiểu, đúng không? Tiếp nhá, câu D nè. Star are at different distances from Earth. Sao này thì ở những cái gọi là khoảng cách khác nhau từ từ trái đất, được chưa? Ok, cái đoạn star này chúng ta sẽ phải nhìn xuống cái gọi là thiên văn học chứ đúng không? Nó không thể có từ cái chỗ vật lý đúng không mọi người? Bây giờ cái keyword của cái này là gì? Đó là mặt những ngôi sao này và different distance đúng không? Độ dài khác, khoảng cách khác nhau từ trái đất, được chưa? Cùng scan từ star nhé mọi người. Ok, hello Louis Trần, em vào trễ. Ok, không sao, em vào xem nốt bài thôi. Thầy có up lại cái recap của buổi này trên cái fanpage của thầy mà đúng không? Cho nên em có thể xem lại, không có vấn đề gì cả đúng không? Yeah. Nào, cùng nhìn từ star với cả cái khoảng cách rồi Earth nhé mọi người. However, he believes star is not equidistant from Earth. Ok, mọi người ơi, thầy thấy đây rồi. Mọi người nhìn cái khổ này nhé mọi người. Gì đây? Bây giờ bắt đầu phải đọc chi tiết này, đọc hiểu này, đúng không? Mặc dù này, anh ấy tin rằng những ngôi sao thì nó equidistant. Cái từ này là một cái từ mới nhưng mà nó không dễ, không khó đâu. Đây nhá, equal là gì? Bằng nhau đúng không? Distant là gì? Khoảng cách. Có nghĩa là gì? Khoảng cách bằng nhau. Và trước đó có từ not đúng không? Có nghĩa gì? Đại loại là những ngôi sao này thì nó khoảng cách nó không bằng nhau từ trái đất, được chưa? Đúng không mọi người? Đó, nó kiểu nó hơi dịch ra tiếng Việt thì nó hơi khoai một xíu, nhưng mà tiếng Anh chúng ta hãy cố gắng hiểu bằng tiếng Anh thì nó sẽ dễ hơn. Equal distance nó là khoảng cách bằng nhau này, và cái từ not là tính chất ngược lại đúng không? Có nghĩa là không, những ngôi sao này không có khoảng cách bằng nhau từ trái đất. À, và đây là ai? He believed that, ông ấy tin rằng đúng không? He này là ai nhỉ? Đương nhiên rồi, cả cái bài này đều nói về Gilbert thì cái he này là ông Gilbert chứ còn ai nữa, đúng không? Đúng không mọi người? Vậy nhìn lại cái câu hỏi đáp án của chúng, câu hỏi của chúng ta nhé. Những ngôi sao này thì ở những cái vị trí khác nhau, ở những cái độ dài khác nhau từ trái đất, có đúng không ạ? Nó nói hơi ngược lại đúng không?
Different thì nó bằng với not equal, đúng không? Không bằng. Different là khác. Distant thì người ta vẫn giữ nguyên, đúng không? Thầy sẽ gạch lại đây nhá. Cái cụm này này. Đó, thì chúng ta sẽ dễ làm. Được chưa? Đúng không? Chuẩn chưa? Stars are not equal distance from the earth, đúng không? Những ngôi sao thì at different distance from the earth, đúng không? Rõ ràng đáp án chúng ta là câu D, đúng không các cháu? Đúng không? Câu D, đúng không? Rồi nào, bây giờ cùng xem tiếp câu E nhé. The earth wobbles on its axis, đúng không? Trái đất gọi là quay quên cái trục của nó, đúng không mọi người? Chắc chắn là chỉ trong cái khổ này thôi, bởi vì nó nói về trái đất mà, đúng không? The earth này mọi người. Cái keyword là gì? Trái đất này, quay này và trục của nó, đúng không? Axis của nó, đúng không? The earth itself is like a giant magnet này, which is a white compass always point north. Okay, they spin on an axis. Cái gì đây? Từ từ nha. Họ chúng quay trên an axis that is aligned with the earth's polarity, đúng không? Gọi là được thẳng hàng, align là thẳng hàng này. Với gọi là cực của trái đất, polarity là cực của trái đất này, đúng không? Okay, rồi. Ông đấy lichen này là ví này, đúng không? Thầy nói giọng dễ thương vậy. Okay, thank you Đắc Phương, thank you em. Yes. Now, làm tiếp nhé, nhìn vào bài nhé. They lichen, ông ấy ví cái cực của magnet như là cái cực của trái đất và build entire magnet. Okay. Nó chưa nói rõ lắm đúng không mọi người? Cái này nó chưa nói rõ lắm đúng không? Yeah. Perfectly they would wobble. Cái gì từ từ nhá. A perfectly lobed stone này, đúng không? Một cái hòn đá này này thì khi mà được đặt thẳng với cực của trái đất thì sẽ quay quay bởi bản thân nó trong vòng 24 giờ đúng không? Tự bản thân nó trong vòng 24 giờ. Ông ấy nghĩ rằng sun and other star wobble like earth. That's around. Okay, ở đây rồi cũng nói. Ở đây nó một cái nói là gì? Mặt trăng và những ngôi sao khác này thì cũng quay giống như là trái đất, làm trên một cái crystal core này. Ok. Rất là nhiều cái từ rất là khó ở đây đúng không mọi người? Yes. Rồi trong câu này thì thầy vẫn hơi nghi nó là đúng, nhưng mà chúng ta hãy cùng làm cái phương áp loại trừ đi mọi người. Yeah. Làm thầy nhắc gì con vậy ạ? À? Yes. Nhắc chúng ta vào học IELTS trước khi đi ăn cơm mọi người nhé. Nào bây giờ là nhìn nó cái cuối nào. Thầy đang hơi nghi đáp án này có thể đáp án đúng, nhưng mà thầy vẫn muốn tìm chắc chắn một xíu. Nhìn câu số F nhé mọi người nhé. Nhìn câu F nhé. There are two charges of electricity. Có hai cái charges of electricity, đúng không? Chúng ta còn nhớ hồi nãy là thầy còn nói cái ông nào người Pháp ấy mọi người, đúng không? Cái ông nào người Pháp ấy nhỉ? Mà về hai cực ấy nhỉ? Thầy ơi con lạnh quá, cần một vòng tay thầy giúp con đi. Yes, thầy có thể giúp em học IELTS thôi chứ còn thầy không thể. Well, ấm ơn thì well, đắp chăn đúng không em? Vừa đắp chăn vừa học thôi vậy. No. Ok, nào đây rồi, thầy thấy đây rồi mọi người. Chúng ta nhìn này chưa? It is. Ok, nào tiếp nha mọi người nha. French guy này đúng không? Có một ông người Pháp đúng không? Ông ấy phát hiện ra có two electrical charges đúng không? Positive and negative đúng không mọi người? Đó. Vậy là kỳ có phải là ông Gilbert này tìm ra không? Không hề đúng không? Ông người Pháp này mới tìm ra cái hai cực này đúng không mọi người? Yeah, được chưa? Đó, đúng không? Ông người Pháp này tìm ra chứ không phải ông Gilbert đúng không? Vậy cái cuối cùng không phải là đáp án đúng. Vậy thì chúng ta còn thừa lại cái cuối cùng, đây là E đúng không? Đó. Mặc dù cái đáp án của câu E này nó không rõ lắm với mọi người. Chúng ta thấy là nó rất là linh tinh này đúng không? Axis này, chúng quay trên trục một cái trục này mà được thẳng hàng với trục của trái đất này. Đó. Nói chung là cái đáp án của câu E này thì là đây là một cái gọi là dạng một cái câu hỏi để cho phân biệt học sinh gọi là học sinh giỏi đấy mọi người. Đó, đáp án nó không rõ ràng lắm đúng không? Yeah. Đúng không? F thì nó là, đúng không? Câu F thì nó nói là có nói hai cực đúng không? Nhưng mà chúng ta phải biết là gì?
Có phải ông Gilbert này tìm ra không đúng không? Không phải đúng không? Đấy là cái ông gọi là ông người Pháp tên là Fouday gì đúng không mọi người? Đó. Đúng rồi, đoạn này nó có đoạn F này nó hơi khó đúng không? Bây giờ đoạn F này nó hơi khó một xíu. Đó. But anyway, đó là cách chúng ta đọc đúng không mọi người? Nó vấn đề ở đây ấy, bài đọc nó sẽ cho những cái từ rất là chuyên ngành vào, và những từ chuyên ngành thì đâu phải ai cũng biết đâu mọi người đúng không? Làm sao mà biết được đúng không? Nếu mà chúng ta không làm chuyên ngành về vật lý, không làm chuyên ngành về gọi là thiên văn học thì không thể biết được đúng không? Nhưng ở đây ấy, nó là kỹ thuật đọc. Nó là kỹ thuật đọc thôi. Em đọc một bài chắc hết 1 tiếng rồi ạ. Không sao đúng không? Cái điều đấy bình thường mà. Thầy vẫn hay bảo học sinh của thầy ấy là bây giờ chúng ta cứ làm bài IELTS này. Các bạn mà level tầm khoảng 4 chấm trở lên ấy. Thì có thể là chúng ta đọc đầu tiên đọc một bài mất 1 tiếng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải luyện tập thêm. Chúng ta luyện tập thêm thì chúng ta sẽ biết cái kỹ thuật đọc này. Chúng ta sẽ biết là cái dạng bài IELTS nó sẽ được viết kiểu như vậy. Đó. Ok. Page của thầy ở đâu vậy ạ? Page của thầy trên Facebook ấy em. Đó, trên Facebook ấy. IELTS thầy Alex ấy. Đó. Ok, nhưng ở bên thầy con có thể làm cả đời. Ok, thank you em. Bạn này rất là nhây đúng không? Bạn Boom 9X rất là nhây đúng không? Yes, tập trung học nha em, tập trung học nha, không quấy rối nha. Page của thầy là IELTS Alex. Yes. Fanpage của thầy là IELTS Bắc Giang. Thầy có một cái page dành cho học sinh ở Bắc Giang, một cái group thôi, nó là cái group. Còn fanpage chung của thầy là IELTS thầy Alex. Đó, chúng ta có thể join hai cái đấy cũng được. Yes. Ok, rồi chắc là hôm nay thế thôi nhỉ cả nhà nhỉ mọi người. Hôm nay chúng ta chỉ học thế thôi mọi người ha. Cũng hơn 12 giờ rồi, hôm nay livestream hơi lố một xíu đúng không? Nhưng không sao đúng không? Giao lưu với nhau đúng không mọi người? Thì ngày mai lịch livestream của thầy sẽ là từ 11 giờ trở đi. Thầy sẽ xoay vòng thôi mọi người. Livestream theo từng kỹ năng đúng không? Hôm qua là listening, hôm nay là reading, ngày mai sẽ là writing, ngày kia sẽ là speaking. Đó, nó cứ thôi quay vòng theo cái theo theo cái đề IELTS luôn ấy. Đó. Bao giờ có lớp trong team thầy ạ? Đúng không? Okay, có mà đúng không? Lớp của thầy là lớp nào sẽ trong team của thầy Alex Ok mọi người, chắc là hôm nay thế thôi nhỉ mọi người nhỉ. Recap này thầy sẽ upload trên trên YouTube của thầy và trên fanpage IELTS Alex của thầy mọi người nhé. Chúng ta lên follow và chúng ta xem lại cả nhà ha. Good to have you here guys. I'll see you guys tomorrow Chào mọi người và hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé cả nhà. Mọi người vào ngày mai ha. Ok, I'll see you guys tomorrow guys. YouTube của thầy là thầy Alex Official em. Thầy Alex Official đó. Em để lên xem lại cái recap này. Ok, so take care guys and I'll see you guys tomorrow at 11 a.m. 11 a.m. Bye bye mọi người.